mưu đồ đen tối, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bà con nhân dân, gieo rắc những luận điệu mê tín viển vông nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động tư tưởng đòi ly khai tự trị. Cuộc sống của người dân bị xáo trộn, mâu thuẫn trong nội bộ gia đình và những người theo tôn giáo khác nhau ngày càng sâu sắc. Làm gì để đẩy lùi tà đạo bà cô dợ là vấn đề đặt ra nhiều năm qua. Thưa quý vị và các đồng chí, các thế lực thù địch phản động không ngừng nuôi dưỡng ý đồ âm mưu chia rẽ đoàn kết dân tộc bằng thủ đoạn gieo rắc niềm tin tín ngưỡng đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Dù mới xuất hiện, nhưng cái gọi là đạo bà cô dợ, một hiện tượng tôn giáo mới mang màu sắc chính trị với những luận điệu viển vông mơ hồ như ai theo bà cô dợ thì sẽ được Chúa lựa chọn cứu sống đã mê hoặc không ít người dân nhẹ dạ cả tin, tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn một số tỉnh miền núi phía Bắc. Bằng thủ đoạn gieo rắc niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số để gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, từng bước thực hiện âm mưu chính trị, tập hợp lực lượng với mục đích thành lập nhà nước ly khai tự trị, tách ra khỏi cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Bản Hủy Luông, một bản xa nhất của xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, nơi có nhiều người dân theo tà đạo bà cô dợ nhất. Không gian thanh bình và yên ả. Những nếp nhà mang đặc trưng riêng của đồng bào dân tộc Mông. Những phận đời u mê, lạc lối đã bước ra ánh sáng. Họ đã thực sự thức tỉnh sau thời gian dài tin theo những điều nhảm nhí. Ngày tận thế, trái đất sẽ nổ tung, mặt trời sẽ ngừng sáng, mặt trăng sẽ tối, là lúc Chúa xuất hiện để cai trị, lập lại trật tự của thế giới. Ai theo bà cô dợ sẽ được giải cứu lên thiên đàng. Lựa chọn 144.000 người trung thành với tổ chức bà cô dợ sẽ được sinh sống ở đất nước riêng của người Mông. 1.000 năm không chết, cuộc sống an nhàn, hưởng thụ, không ốm đau bệnh tật. Ai không tin, không theo sẽ bị Chúa hủy diệt và đẩy xuống địa ngục. Rũ bỏ ám ảnh từ những ngày theo đạo bà cô dợ, anh Giàng A So, một người dân ở bản Hủy Luông, đang bắt đầu những ngày tháng mới với công việc nương rẫy quen thuộc cùng niềm tin vào những mùa bội thu. Bản thân tôi tin theo tổ chức bà cô dợ từ năm 2019. Ban đầu, tôi chưa nhận thức được bản chất của tà đạo này, nên đã bị anh trai Giàng A Dê và chị dâu Lý Thị Vang dụ dỗ lôi kéo. Tin theo tổ chức bà cô dợ thì mới sớm được Chúa của người Mông giải cứu. Do vậy, bản thân và gia đình tôi đã tin theo bà cô dợ một thời gian, nhưng không thấy có giá trị gì, mà càng tin theo thì lại càng gây mất đoàn kết gia đình và dòng họ. Bản thân tôi đã nhận thức được bản chất, bộ mặt thật của tổ chức bà cô dợ là lừa dối. Tôi mong mọi người không nên tin theo tổ chức này. Qua quá trình vận động tuyên truyền thì Thảo A So đã ý thức được cái hành vi theo cái đạo bà cô dợ là vi phạm pháp luật, nên Thảo A So rất tiến bộ trong quá trình nhận thức và đã vận động cùng với Thảo A So là cùng ba đứa con nữa đã từ bỏ tổ chức bà cô dợ. Hiện tại Thảo A So tích cực chấp hành tốt các chủ trương đường lối sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, tích cực phát triển kinh tế gia đình. Đạo bà cô dợ là một hình thức biến tướng của đạo Tin Lành, nhưng mang tính chất mê tín dị đoan, hoang đường và xuyên tạc kinh thánh của các tôn giáo. Tổ chức bà cô dợ hay còn có tên gọi khác là Hội Thánh Yêu Thương Chúng Ta, do Vư Thị Dợ, người Mông, quốc tịch Mỹ, gốc Lào, sáng lập và làm hội trưởng. Tổ chức này không có hiến chương, điều lệ rõ ràng, chỉ cóp nhặt, trích dẫn, xuyên tạc kinh thánh Tân Ước, Cựu Ước của đạo Tin Lành, được sử dụng trong các hoạt động sinh hoạt và truyền đạo trái phép. Sử dụng các bài hát về Chúa nhưng được cải biên, chế lại trên nền nhạc trẻ. Vư Thị Dợ đã thêu dệt nên nhiều câu chuyện nhảm nhí,
như bản thân được chọn để tái sinh ra Chúa Giê-xu lần thứ hai. Con trai út của Vư Thị Dợ là Chúa Giê-xu tái lâm và coi như một đấng siêu nhiên sẽ giải cứu người Mông trên toàn thế giới. Đạo Bà Cô Dợ xuất hiện tại bản Hồi Luông, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp năm 2019. Đây là một cái hoạt động của tà đạo, không được nhà nước công nhận và cấp phép hoạt động. Và các cái hoạt động của Đạo Bà Cô Dợ thì nó rất là mang tính chất là mê tín dị đoan, hoang đường và rất là phản khoa học. Mọi hoạt động liên quan đến Đạo Bà Cô Dợ đều là trái pháp luật. Hoạt động tuyên truyền, xúi dục của các đối tượng xấu nhằm lôi kéo người dân tham gia và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, làm thay đổi phong tục, tập quán, văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Theo cái tổ chức Bà Cô Dợ này sẽ là cái việc mất đi cái giá trị truyền thống văn hóa của cộng đồng dân tộc, và đó chính là một cái nguy hiểm nhất trong cái việc xây dựng cái đời sống văn hóa rồi xây dựng nông thôn mới. Và lâu dài mà cái việc này chúng ta không giải quyết thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Tà đạo Bà Cô Dợ xuất hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La từ năm 2019 do một số đối tượng từ Điện Biên tuyên truyền lôi kéo tham gia. Đối tượng chúng nhắm đến là đồng bào người Mông ở vùng sâu, vùng xa, đời sống còn nhiều khó khăn, hiểu biết về pháp luật và về tà đạo này còn hạn chế. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bà con người Mông, các đối tượng thường xuyên tung tin bịa đặt hay tuyên truyền những luận điệu hoang đường. Ngày tận thế, trái đất sẽ nổ tung. Ai theo Bà Cô Dợ sẽ được lên thiên đàng, sẽ được sống ở đất nước riêng của người Mông, nghìn năm không chết, không ốm đau bệnh tật, cuộc sống an nhàn, hưởng thụ. Đặc biệt, vào thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, những đối tượng của tổ chức Bà Cô Dợ tuyên truyền không được tiêm vaccine phòng dịch Covid-19 vì làm giảm trí nhớ, gây hại cho sức khỏe con người, trái với lời của Chúa, sẽ không được lên thiên đàng. Để tăng thêm niềm tin, chúng đã cắt ghép các video hình ảnh về sóng thần, dịch bệnh và chiến tranh sẽ xảy ra, xúi dục những người theo đạo phải tích trữ lương thực là ngô, gạo rang, nước đun sôi để nguội. Không những thế, thông qua mạng Internet, chúng hướng dẫn cách thức đối phó với cơ quan chức năng khi được vận động đi tiêm vaccine phòng Covid-19 và thực hiện các hoạt động khác tại địa phương. Tà đạo Bà Cô Dợ xuất hiện năm 2019, tách từ đạo Liên Hữu Cơ Đốc, họ ít tham gia cùng chính quyền địa phương và chính quyền bản. Sự hiểu biết của chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và không tham gia sinh hoạt tại cộng đồng của bản. Cái tổ chức Bà Cô Dợ thì ở đây thì nó là một tổ chức từ Mỹ mà tuyên truyền qua các cái mạng xã hội. Thế rồi là bị tác động bởi các cái đối tượng ở ngoài tỉnh Sơn La tác động vào. Thì ở đây thì nếu như chúng ta không kịp thời tuyên truyền vận động bà con nhận thức về cái tổ chức này mà tham gia thì nó cái nguy cơ rất lớn, là thứ nhất là cái tiềm ẩn là cái bà con sẽ bị tác động lôi kéo, sẽ đòi ly khai, đòi tự trị. Cái âm mưu xuyên suốt của cái tổ chức Bà Cô Dợ khi tác động đến những cái người dân ở trên địa bàn tỉnh Sơn La, đó chính là chúng làm cho một cái bộ phận người dân tin theo để tham gia vào tổ chức, và mục đích cuối cùng là để hình thành một cái lực lượng để thực hiện những cái âm mưu gây chia rẽ dân tộc, mất đoàn kết nội bộ dân tộc và ảnh hưởng đến an ninh chính trị. Và đằng sau đó, cùng với sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động ở Mỹ là nhằm gây phương hại đến an ninh quốc gia của Việt Nam. Hôm nay, anh Giàng A So, bản Hủy Luông, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, trở lại công việc quen thuộc, làm lại đất cho mảnh nương để trồng ngô, lúa, năng suất cao. Có sự chung tay của lực lượng công an và bộ đội biên phòng, khoảnh đất rộng nhanh chóng được đào xới để chuẩn bị gieo những hạt giống có thể mang lại mùa vàng bội thu, mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình anh và bà con trong bản.
Còn anh Giàng A Dê, sau khi nộp bản cam kết từ bỏ đạo bà cô dợ, trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy, anh như rũ bỏ được gánh nặng. Từ nay, anh có thể ăn ngon ngủ yên, tập trung làm công việc nương rẫy, để thóc lúa đầy nhà, cuộc sống luôn no ấm, hạnh phúc. Kiên quyết, kiên trì mà cố gắng để làm sao mà bà con hiểu được, biết được sự tác động ảnh hưởng trực tiếp ở nước ngoài vào địa bàn ở tỉnh Sơn La. Những địa bàn hiện nay ở vùng đồng bào đang còn những khó khăn để tránh tình trạng mà các tác động ở ngoài để tuyên truyền lôi kéo mà làm sai cái chủ trương của Đảng Nhà nước. Những ngày tháng thực hiện ba bám, bốn cùng, năm có với nhân dân trên địa bàn đã giúp cho cán bộ chiến sĩ lực lượng công an thấu hiểu tâm tư, tình cảm và nguyện vọng cũng như những vướng mắc trong cuộc sống của người dân. Từ đó gần gũi, chia sẻ với họ. Với vốn kinh nghiệm tích lũy được khi đi địa bàn, mỗi cán bộ chiến sĩ công an lại tìm tòi, học hỏi những kiến thức mới, những cách làm hay, sáng tạo về nông nghiệp để trực tiếp hướng dẫn bà con nhân dân thực hiện việc trồng lúa nương, ngô, sắn đạt năng suất, chất lượng cao, ít sâu bệnh, chăm bón đúng kỹ thuật. Những cử chỉ thân tình, những việc làm tuy nhỏ nhưng thiết thực, cán bộ chiến sĩ công an khi đến địa bàn được người dân coi như người nhà. Nhờ đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động người dân chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước ngày càng đạt hiệu quả cao và mang tính lan tỏa sâu rộng. Tôi đã tin theo tổ chức Bà Cô Dợ từ năm 2019 đến nay. Tôi thấy cũng không có lợi ích gì. Bản thân đã nhận thức được các hoạt động sai trái vi phạm pháp luật Việt Nam do bị các đối tượng xấu lừa bịp, tác động, lôi kéo. Tôi quyết định từ bỏ tổ chức này, quay về sinh hoạt với các tôn giáo chính thống trên địa bàn. Một làn gió mới đang đến với bản Hủy Luông, với xã Mường Lèo và với những địa bàn có người theo tà đạo bà cô dợ. Có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an, bộ đội biên phòng cùng nhau sát cánh bốn cùng với bà con nhân dân đã khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây thực sự thay đổi. Mường Lèo, từ một nơi ít người biết đến, nay đã trở thành một trong những xã phát triển có đường nhựa đến tận nơi, thông thương thuận lợi. Người dân cũng không còn nhớ đến những ngày không yên bình khi theo tà đạo bà cô dợ nữa, mà đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Chương trình Góc nhìn sự thật hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng. Quý vị có thể xem chương trình trực tuyến trên INTV Go. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.